Xin chào tất cả khán giả trên tất cả các kênh đã quay trở lại với kênh Taxi Dù Gật Gù cùng Taxi Hãng. Hôm nay đây là toàn taxi hãng hết nhá. Nào, em này em Bình Khá Nhỉ chào khán giả của anh một chút nào. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Đấy. Tiền sự là hôm nay là được một ngày làm đêm qua đây là view review cho các bác cùng ở khu vực Đông Vui. Khu vực về đêm của thành phố Hà Giang nha, ngày cuối tuần các bác nha. Tiền sự là đứng xe ở bên này. Đấy. Đấy, khu vực tiền sự hay đậu xe. Mời các bác cùng đi theo tiền sự ngao ngao ở trên khu vực về đêm, ánh đèn đêm lung linh rực rỡ. Hôm nay là thứ bảy nhưng mà cuối tuần này hơi bị vắng một chút á. Không có một tí gì là đông vui. Đây tiền sự buổi chiều là không đi thể dục được. Là buổi tối là tiền sự tranh thủ đi bộ một chút để cho nó nhân lúc là không có khách khứa thì không có cuộc điện thoại nào. Tiền sự lại tiếp tục dạo bộ, mời các bác đi cùng tiền sự tham quan ở khu vực phố phường từ đây ra quảng trường. Khu vực trước mắt của tiền sự đấy là khu cầu Y Viên 1. Cầu này có từ lâu rồi nhá, từ có từ thời Pháp rồi nhá. Qua ở chỗ này là có tất cả là ba cầu. Cầu Yên Biên 1 và Yên Biên 2. Cầu giữa là Yên Biên. Để bắc qua sông con sang bên kia. Bên kia có mấy trục đường là trục đường Trần Phú và trục đường Nguyễn Thao. Thế đèn xanh đèn đỏ đây. Khu vực buổi chiều. Buổi tối. Quên mất xin lỗi các bác là khu vực buổi tối rất chi là vắng vẻ. Một lần họ bảo là thứ bảy là đông vui ngày nghỉ, thứ bảy ở tuần này là có vắng vẻ luôn. Khu phố ở bên kia là khu vực cây xanh, chị sẽ cua một vòng đi dạo một qua vào thành phố, vòng quanh thành phố một chút, khung cảnh về đêm. Ánh đèn sáng sáng rực. Chỗ này là ở bên khu vực này là họ đang khu vực công viên, họ đang làm vẫn chưa xong. Vẫn còn ngổn ngang. Đây là trục đường của quốc lộ 2 đây các bác. Để đi về Hà Nội chạy thẳng trục đường này. Là chạy thẳng nữa là đi lên đường Văn và Miền Đông. Được quốc lộ 2. Nói với quốc lộ ở trên đó như là quốc lộ 2C thì phải. Bộ ra đến khu vực quảng trường xem có gì đông vui không nhá. Thời tiết là thật sự với các bác là về đêm rồi rất chi là nóng nực. Vừa rồi mấy anh em vừa ở trên chỗ cửa hàng về xong, đưa em Thắng về nghỉ. Thật sự lại tiếp tục quay lại với công việc của mình về đêm. Chắc là thật sự chỉ làm được một lúc thôi. Có khi là thật sự lại phải về rồi. Vì là để cho sáng ngày mai có đi đâu đó thì là tiền sự đi cho nó đỡ mệt. Đấy. Xem khu vực ồn ào này có cái gì tấp nập đông vui không. Ở bên ngoài là bên ngoài đường dành cho các phương tiện đi, tiền sự đi trên vỉa hè, đi trên công viên này để cho nó chắc chân. Đây là nhà khách Yên Biên Hotel Lusuzi.
Thực sự là đi bộ một vòng, nhưng mà ra cho quảng trường định review cho các bác xem. Nhưng mà ở bên đó thì thật sự là nhạc ầm ĩ, thật sự lại không muốn nhạc nhẽo. Thật sự là phải đi bộ về. Đấy, đi làm một vòng. Ở gần đến xe nhà tiền sự, gần tới chỗ đỗ của tiền sự rồi. Đấy. Ngược về đêm đây. Bên kia là nhạc ầm ĩ quá. Thật sự là phải đi về. Đấy. Làm một vòng thì gần về đến xe, chú tiên sự đóng thường xuyên rồi. Mấy bác cũng theo tiên sự. Về chiều thứ bảy thật sự với các bác là quá vắng vẻ luôn. Đây tiên sự một mình một đường, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy đi qua. Đây là chiếc ô tô. Khu vực của tiền sự đứng xe là yên bình, không có nhạc nhẽo gì nhá. Tránh nơi nhạc nhẽo đông đúc rồi ầm ĩ ra, tiền sự chỉ có quay view cảnh. Hôm nay thật sự rất tiếc là về buổi chiều tối rồi, tiền sự không đi được. À, sau một hồi đi bộ thì tiền sự nó gần về đến nơi. Hồi tụ mấy anh em đang đứng ở bên góc kia xem có ai bắt được khúc nào đi đâu không. Đấy. Ngay không có khách đêm thử ra ngoan một chút xem có khúc nào thì cứ gặp được yến gạo không nha các bác nha. Đấy, nghề nghiệp nó vất vả vậy đấy. Đấy, các bác ủng hộ chứ thực sự. Rồi. Anh em đang ngồi chém gió đây. Mấy em đi taxi không? Biết lâu rồi. Taxi bác ơi, anh đi taxi à? À. Cần đến đi hôn cái phải không? Chưa đến chỗ cũng sáu. Đấy, có cái nhà tập hóa phải không? Rẽ đường trường học ấy. Đấy, đúng rồi. Rẽ vào đường trường học ấy. Vào một đoạn thôi. Đúng rồi. Nhà bên tay phải này. Mùa hè nóng nực là mấy anh em ngồi đây kiếm ăn này. Chả được kiếm cái gì mà lại nói tục rồi. Khách mà. Hả? Nói năng đàng hoàng xem nào. Cứ khách người ta mới mến người ta mới đi. Không được nói tục nha. Em được triệu 2 tiền của em thì em có chở được không? Vậy à? Không đi. Mua đồ cơm canh các thứ. Mà. Lâu chưa? Hả? Lâu chưa? Năm ngoái. Đây nha các bác nha, hôm nay là tất cả anh em là đứng dừng hết, dừng hình hết ở khu vực này. Đấy. Này. Lại thêm xuất hiện một em nho nhỏ cũng là màu. Màu dù. Ở góc bên này. Đấy. Rất nhiều, rất đông vui. Chào anh bác nha. Khu vực về màn đêm. Đây khu vực tất cả xe xe hãng rồi tất cả các xe đậu hết ở khu vực này. Đêm. Nhà khách là hôm nay cũng vắng vẻ. Hơi tối tối. Nhà khách còn không có khách thì mấy anh em lấy khách đâu ra để chở đây. À. Ngày làm không đủ. Thấy không? Ngày làm không đủ 1 triệu không đi ngủ. Ngày làm không đủ tranh thủ làm đêm, đêm làm không đủ thì về ngủ cho nó rồi. À. Màn đêm lung linh ánh đèn. Anh đưa em đi giữa lòng thành phố mến thương nhưng mà không có ai các bạn.
sao chú lại cười? Chú thử cười ra điệu điệu cười của chú hơi bị duyên đấy. Ngồi trên cộng đồng mạng hơi bị đẹp luôn. Đấy. Thế đó. Nắng quá đầu nó bốc khói. Đấy. Hôm nay là chú quay anh, hôm nay anh vừa cắt quả đầu mới này. Chú cầm máy dùm anh quay dùm anh nhá. Để đúng cầm như này nha. Nhìn thấy đầu cắt đẹp không? Quá đẹp. Nhìn đẹp trai không? Taxi dù tiến xin chào nhá các bác nha. Quá đẹp trai luôn. Đấy, xe vuông như là rất vui. Đấy. Kia là còn có cả em Vượng đầu hơi chọc chọc nữa này. Đây là Vượng chọc này. Đấy, được đấy, hai anh em đứng cạnh nhau xong có công nhau. Hai em giống nhau chưa? Đầu hơi bị chọc nhá. Đấy chỉ như vậy rồi. Trên chùa xuống kia có phải không? Ừ, đấy. Em là sư cô. Chùa. Trên chùa xuống kia có sư. Chùa là anh hôm nào là anh đi vào đăng ký nhưng họ đuổi anh ra. Cái món kia thích không? Cái món nào là món chả thích em. Rất vui đúng không? Đấy. Đấy anh em taxi nó nhộn nhịp vui thế là các bác ạ. Có nhiều nhiều anh em là hơi nói tục ở trong video một chút xíu nhá. Có gì các bác thông cảm. Hello. Tay cô. Thấy chưa? Hello tay cô. Mong cô to đưa tay. Tôi xóa. Đẹp chưa? Chú không biết nói tiếng Anh để anh nói dùm. Anh nói dùm tiếng Anh, anh nói tiếng Anh là thành dịch ra thành tiếng Việt luôn. Wow. Đấy. Về màn đêm thì thực sự với các bác là ở khu vực này hôm nay là cuối tuần hơi bị vắng vẻ luôn. Một hôm cuối tuần ở đây là đông vui và nhộn nhịp lắm. Tiền sự ra ngoài khu vực quảng trường nhạc nhẽo nhiều, nhưng mà tiền sự lại chỉ có ở khu vực này thôi. Với cái quẩn là kiếm một ít khách khứa để cho nó nhộn nhịp vui vẻ. Đó. Ngày hôm nay là chưa đủ yến gạo đâu các bác. Mùa hè rồi là xăng dầu là nóng lực, là cũng tiêu hao về điều hòa máy lạnh. Ở trên xe đi phải bật mới chịu được. Buổi tối thì nó dịu mát mát một chút. Giờ là cũng đêm gần về muộn rồi, tầm độ 9-10 giờ đêm rồi. Thì tiên sự cũng xin chúc các bác có một giấc ngủ ngon để có sức khỏe tiếp tục công việc ngày sang ngày đầu tuần. Ngày mai là ngày chủ nhật, các bác lại tiếp tục một ngày nghỉ nữa. Chúc sức khỏe các bác. Chúc các bác ngủ ngon mà mơ những giấc mơ đẹp. Tiền sự cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.